Real Woman là chiến binh mới thuộc phe Truman được giới thiệu trong tập 16 của series. Khi mà mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về đặc vụ Clockman du hành thời gian, thì Real Woman xuất hiện với một thứ sức mạnh vô cùng phi thường. Dù chỉ có kích thước ngang với một normal Truman nhưng Real Woman sở hữu sức mạnh vật lý cực khủng. Cô có thể dễ dàng nhấc bổng một chiếc xe hơi và ném vào đối thủ. Cô sử dụng hai cây súng trên tay làm vũ khí chính, một cây có khả năng bắn đinh kim thẳng vào mục tiêu và phát nổ sau vài giây, cây còn lại thì vẫn chưa rõ tính năng. Ngoài ra thì Real Woman còn có bốn cánh tay mũi khoan nằm phía sau lưng trông rất giống với bộ đồ của người nhện khi bật chế độ đồ sát anh em ạ. Tất nhiên bốn mũi khoan này không để cho vui mà nó hỗ trợ cho Real Woman rất nhiều trong chiến đấu. Cô có khả năng công phá mạnh hơn hẳn so với các Truman khác nhờ vào bốn cánh tay mũi khoan ở sau lưng. Real Woman chắc chắn là chiến binh thuộc dạng mạnh nhất nhì của biệt đội Truman sở hữu, xứng đáng xếp loại A.